Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, nhận hối lộ 6 triệu đồng, Nguyễn Đắc Công, một cán bộ thuộc phòng văn thư lưu trữ của Ủy ban nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã làm giả chữ ký của lãnh đạo phường, tự ý dùng con dấu của mình quản lý, đóng dấu để giúp đỡ ba anh em chiếm đoạt tài sản thừa kế là căn nhà 80 tỷ đồng. Tất cả đã xa lưới sau 7 năm thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 5 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba anh em Võ Doãn Tấn, 65 tuổi, Võ Doãn Mỹ Thạnh, 61 tuổi và Võ Doãn Mỹ Phước, 59 tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cũng khởi tố bắt tạm giam luật sư Lê Minh Thái, 41 tuổi, Nguyễn Đức Hải, 31 tuổi, nhân viên của Thái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ. Còn Nguyễn Đắc Công, cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh bị bắt về tội giả mạo trong công tác. Kết quả điều tra từ cơ quan công an xác định ông Võ Doãn Ất cùng vợ là bà Đặng Thị Nhãn là những người sở hữu bất động sản tại địa chỉ 270A Bạch Đằng thuộc phường 24, quận Bình Thạnh, trị giá khoảng 80 tỷ đồng. Sau khi ông Ất qua đời mà không để lại di chúc, bà Nhãn cũng từ trần nhưng đã để lại di chúc chuyển giao một phần căn nhà cho 4 người con trai là Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh, Võ Doãn Mỹ Phước và Võ Doãn Mỹ Tài. Lực lượng công an xác định quyền thừa kế toàn bộ bất động sản trên thuộc về 11 thành viên trong gia đình, bao gồm cả con và cháu của cặp vợ chồng ông bà Ất Nhãn. Trong số này, Tấn, Thạnh và Phước đang sinh sống tại Việt Nam, còn lại 8 thành viên khác đang ở nước ngoài. Vào cuối năm 2016, Tấn đã thảo luận với Thạnh và Phước về việc chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên 3 người và bán đi để chia tiền cho 3 người họ, không chia cho những người đang sống ở nước ngoài. Tấn đã thuê luật sư Lê Minh Thái để tiến hành các thủ tục liên quan với chi phí lên tới khoảng 1,6 tỷ đồng. Để làm việc này, Thái và một nhân viên là Nguyễn Đức Hải đã chuẩn bị giấy tờ cam kết và giả mạo chữ ký của 8 người thừa kế ở nước ngoài, đề cập nội dung họ tự nguyện từ chối quyền thừa kế. Quá trình điều tra đã chỉ ra rằng Tấn, Thạnh và Phước đã biết rõ việc làm của luật sư Lê Minh Thái là gian dối và vi phạm pháp luật, nhưng họ vẫn quyết định không can thiệp, chấp nhận rủi ro để đảm bảo việc chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản số 270A Bạch Đằng cho họ. Trong vụ án này, Lê Minh Thái đã liên kết với Nguyễn Đắc Công, một cán bộ thuộc phòng văn thư lưu trữ của Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh để chứng nhận giả các cam kết. Công sau khi nhận tiền hối lộ từ Thái đã sử dụng mộc của phường do mình quản lý để giả mạo chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu xác nhận. Sau khi chuyển nhượng quyền sở hữu nhà đất thành công, Thái đã trở thành người môi giới bán căn nhà đó cho Phạm Thị Kim Yến với giá 78 tỷ đồng. Thái sau đó cũng đã nhờ Công xác nhận giả mạo các giấy tờ khác như sao y giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Phạm Thị Kim Yến nhằm tạo thuận lợi cho việc cập nhật biến động sở hữu nhà đất. Cơ quan điều tra đã phát hiện Thái thông qua Nguyễn Đức Hải đưa hối lộ cho Công tổng cộng 4 lần với số tiền 6 triệu đồng. Vào tháng 7 năm 2017, khi Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh nhận ra hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh tiến hành xử lý. Qua điều tra, cơ quan này đã thông báo cho Tấn và các anh em của mình rằng cam kết từ chối nhận di sản thừa kế bởi những người thừa kế ở nước ngoài đã được Nguyễn Đắc Công làm giả mạo. Dù vậy, do lòng tham, Tấn, Thạnh và Phước không muốn hoàn trả số tiền từ việc bán nhà, đã cung cấp thông tin không chính xác và yêu cầu tòa án xử lý khai tử cho 8 người thừa kế đang sống ở nước ngoài, nhằm hợp pháp hóa giao dịch bất động sản. Cơ quan điều tra khẳng định Nguyễn Đắc Công đã tận dụng vị trí công tác của mình nhận tiền từ Lê Minh Thái để chứng nhận giả mạo tài liệu. Khi lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân phường 6 từ chối ký vào hồ sơ, Công đã giả mạo chữ ký của họ và sử dụng con dấu để xác nhận. Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa phối hợp với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng tiến hành giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát, tức đại gia Phát Dầu, tại thửa đất số 07/13A, 08/13A, số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng, thi hành bản án số 84 ngày 19 tháng 6 năm 2021 và thông báo sửa chữa bổ sung bản án số 40 ngày 4 tháng 8 năm 2021 của Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng.
Cục Thi hành án dân sự thành phố đã ra quyết định thi hành án số 777 ngày 6 tháng 8 năm 2021 đối với ông Ngô Văn Phát, hộ khẩu tại số 60 Trần Quang Khải, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, nơi cư trú tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, phải thi hành các khoản phí 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, phạt tiền 50 triệu đồng để bổ sung vào ngân sách nhà nước. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 135 tỷ 264 triệu đồng. Lực lượng chức năng tiếp tục duy trì kê biên đối với tài sản là thửa đất số 07/13, 08/13 và tài sản gắn liền trên đất theo giấy chứng nhận số BN827669 ngày 10 tháng 3 năm 2014, số CB238457 ngày 13 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân quận Hải An tại số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An theo lệnh kê biên tài sản số 01 ngày 12 tháng 1 năm 2021 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Đây là một trong số ít các vụ việc mà Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hải Phòng tổ chức thi hành án với số tiền phải thi hành án rất lớn. Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hải Phòng đã ra quyết định cưỡng chế kê biên xử lý tài sản số 26 ngày 26 tháng 8 năm 2021 và tiến hành kê biên xử lý tài sản tạm giữ là 3 điện thoại di động vô tu, thu được số tiền hơn 2 tỷ 397 triệu đồng để thi hành khoản tiền thu lợi bất chính của ông Ngô Văn Phát. Quá trình tổ chức thi hành án dưới sự thuyết phục của cơ quan thi hành án và viện kiểm sát, gia đình ông Ngô Văn Phát đã tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và các khoản tiền phạt theo đúng bản án và quyết định thi hành án. Do đó, ngày 2 tháng 4, tại thửa đất số 07/13, 08/13, số 9 Lê Hồng Phong, phường Đăng Hải, quận Hải An, Cục Thi hành án Dân sự phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng cùng đại diện chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản giải tỏa kê biên tài sản của ông Ngô Văn Phát, đồng thời cũng tiến hành bàn giao toàn bộ quyền sử dụng 2.280m2 đất và tài sản gắn liền với đất là một căn biệt thự tại thửa đất nêu trên cho ông Ngô Văn Phát và đại diện theo ủy quyền. Trước đó, tháng 6 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đưa vụ án Ngô Văn Phát, tức Phát Dầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Phát, cầm đầu đường dây lập 22 doanh nghiệp ma để bán 25.125 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng số tiền lên đến hơn 17.000 tỷ đồng. Chiếm đoạt hơn 161 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng của nhà nước ra xét xử. Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phát mức án 24 tháng tù cho tội mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, bị cáo Phát còn phải nộp hơn 161 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Trong quá trình điều tra, ông Ngô Văn Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trước khi bị bắt khởi tố, bắt giam về tội mua bán trái phép hóa đơn, ông Ngô Văn Phát khá nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận.